Thưa quý vị và các bạn, hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng quen thuộc với những câu thơ của nhà thơ Bằng Việt: một bếp lửa chờn vờn sương sớm, một bếp lửa chắc chiêu nồng đượm. Ngày nay, khi cuộc sống đã hiện đại hơn, bếp lửa và cả những lọn khói bếp, dư vị của thuở ấu thơ ấy đã lui dần vào ký ức. Thế nhưng với cô giáo U Thị Bích Liên, sự nhớ thương vị khói và tình yêu với ẩm thực truyền thống của người Sơ Đăng luôn là ngọn lửa cháy mãi không thôi. Từ những tâm tư ấy, chị đã cho ra đời sản phẩm thịt heo hun khói riêng mình. Người Ba Na có cuộc sống gắn bó với sông, với hồ, thì người Sơ Đăng ở Kon Tum lại dựng làng ở những vùng núi cao. Cuộc sống hàng ngày của họ gắn liền với nương rẫy, núi rừng. Và điều đó tạo nên nét văn hóa ẩm thực vừa giản đơn nhưng cũng vô cùng độc đáo của người Sơ Đăng. Mùa nào thức ấy, bữa cơm gia đình của họ có khi chỉ giản đơn là nắm rau rừng, đọt mây, nấu cùng cá suối. Khi những người đàn ông đặt bẫy săn được con gà rừng, sóc hoặc heo rừng, thì các món ăn được chế biến cầu kỳ hơn. Phần thịt còn lại sẽ được gác trên giàn bếp dành dụng khi mùa mưa kéo dài. Nhờ nhiệt độ của bếp lửa, theo thời gian, phần thịt để dành dần khô lại có thể bảo quản, sử dụng trong nhiều tháng. Người Sơ Đăng gọi đây là thịt gác bếp. Khi ăn, thịt sẽ được nướng trên bếp lửa, sau đó giã dập hoặc xé nhỏ. Phần thịt này có thể nấu cùng lá mì, măng rừng hoặc nấu trong ống lổ ô cùng với cả muối chua. Điều đặc biệt theo những người am hiểu về ẩm thực, thịt gác bếp kết hợp cùng rượu cần sẽ tạo nên một dư vị vô cùng ấn tượng khó quên. Chẳng biết hương vị ấy được tạo nên bởi mùi khói, ký ức ấu thơ hay do nỗi nhớ về làng luôn đau đáu trong tim. Sinh ra và lớn lên từ làng, hơn ai hết, cô giáo U Thị Bích Liên hiện đang giảng dạy tại xã Đắc Rơ Nga, huyện Đắc Tô, luôn trân quý, yêu mến giá trị văn hóa truyền thống của người Sơ Đăng, và đặc biệt là với ẩm thực. Mỗi dịp về làng, chị Liên lại tìm hiểu về các món ăn truyền thống, nguyên liệu cũng như cách chế biến. Trong hàng chục món ăn sưu tầm được, thịt heo gác bếp để lại cho chị ấn tượng khó quên. Và cũng từ đó, chị ấp ủ ước mơ đưa món thịt heo truyền thống ra khỏi biên giới của làng, của xã để nhiều người hơn biết đến tinh hoa ẩm thực Sơ Đăng. Tôi là thường đi vào các nhà bà con trong làng á, mà đặc biệt nữa là tôi về làm dâu ở đây nè, tôi về làm dâu ở nhà ông xã tôi á, là tôi thấy là bố mẹ chồng tôi á là làm thịt heo hun khói gác bếp đây nè, là mổ heo ngày lễ Tết đó, là mổ heo hay là mổ bò là chỉ có ướp muối thôi, xong rồi bỏ lên giàng rồi cứ thế đun củi ở dưới thôi, cứ ngày này ngày qua ngày khác mà lấy cái thịt đó ra nấu ăn á, thì bên ngoài là nó có cái màu đen nhưng mà bên trong á là thịt nó đỏ, cái vị nó vẫn có vị đậm ở trong đó, đó ngon. 3 năm là khoảng thời gian để chị Liên vừa mày mò cách làm, vừa tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Để tạo ra thịt heo hun khói với mùi vị đặc trưng, chị đã trải qua không ít lần thất bại. Gia vị nêm nếm chưa đủ, lửa không đều, khói không đượm, đều khiến cho hàng loạt thành phẩm phải bỏ đi. Góp nhặt kinh nghiệm từ các góp ý của bạn bè, của những lần chưa thành công, cuối cùng món thịt heo hun khói thương hiệu U Liên được hình thành và đưa đến tay người tiêu dùng. Trong câu chuyện kể về sản phẩm thương hiệu của mình, chị Liên cho biết, muốn có mẻ thịt hun khói ngon thì thịt nguyên liệu phải là loại không dính tay, không dính nước, có màu sắc đồng đều. Sau khi rửa sạch, để ráo, chị tẩm ướp thịt với các gia vị như muối, hạt nêm, đường, lá cây gừng núi, xà lào, mật ong và ít rượu trắng. Sau khi trộn đều, thịt được để từ 1 đến 2 tiếng cho ngấm gia vị, với đem treo trên giàn bếp. Liên tục trong một ngày đêm, miếng thịt được chở đều trên bếp, đảm bảo hơi nóng và vị của khói bám đều, tạo nên một hương vị rất riêng. Khi thịt ngả màu nâu hồng là lúc thịt heo hun khói có thể dùng được. Mỗi mẻ thịt hun khói được làm rất cầu kỳ công phu. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ việc canh thời gian
điều chỉnh nhiệt độ của lửa, đảm bảo lượng khói vừa phải. Khác với vẻ thô mộc bên ngoài, những thớ thịt bên trong vẫn giữ được sắc đỏ hồng, mềm và ngọt đậm đà. Không chế biến quá cầu kỳ, chỉ qua lửa và khói, miếng thịt vẫn giữ được gần như nguyên vẹn chất dinh dưỡng. Và điều thú vị, tạo nên sức hấp dẫn cho sản phẩm hun khói của người Sơ Đăng là vị của khói quyện trong từng thớ thịt. Nó vừa đậm phong vị của núi rừng, vừa đủ gợi nhớ về những ngày tháng ấu thơ bên bếp lửa hồng ấm trong mái nhà sàn những buổi sớm tinh sương. Từ cái gian bếp của nhà bố mẹ chồng tôi á, là tôi suy nghĩ là sẽ là giá như là nó rộng hơn nè, rồi xếp được thịt nhiều hơn á, là tôi cũng lên mạng tôi hỏi Google á, là tôi hỏi nhìn bên chỗ thịt heo hun khói gấp bếp ở phía Bắc á, cho xem cái cách họ làm cái lò đó như thế nào. Rồi cái gia vị của họ thì chắc nó sẽ khác với phía Bắc, là nó sẽ khác với mình. Cho nên tôi cũng thử là mua thịt về, hay là nhà mà làm heo á, là tôi cũng lấy một ít thịt đó, tôi thử là tôi bỏ một ít nước mắm nè, một ít hạt nêm, rồi bỏ một ít hành khô vô, rồi tôi cũng bỏ lên giàn bếp. Tôi cũng sấy giống như bố mẹ chồng của tôi á, là tôi ăn á. Rồi đồng nghiệp của tôi tới nhà là tôi cho mọi người ăn thử, thì mọi người là thấy ngon, khen. Là từ đó tôi có ý tưởng là tôi sẽ cố gắng tham gia và đưa cái thịt của mình, đưa cái thịt của đồng bào Tây Nguyên mình đây nè, là đi ra thị trường. Tôi ước mơ như thế nữa. Với sự mới lạ, độc đáo sản phẩm của mình, thịt heo hun khói chị U Thị Bích Liên được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, để một sản phẩm từ gian bếp truyền thống đến với tay người tiêu dùng lại là một hành trình dài. 3 năm sau khi sản phẩm thịt heo hun khói U Liên ra đời, chị ròng rã tìm kiếm thị trường, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp từ khách hàng. Năm 2022, chị mang sản phẩm đi dự thi tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Vượt qua nhiều sản phẩm truyền thống khác, thịt heo hun khói U Liên đã giành giải nhất. Qua cuộc thi, nhiều người biết đến cô giáo U Thị Bích Liên và câu chuyện khởi nghiệp từ món thịt gác bếp. Theo đó, số đơn đặt hàng chị nhận về ngày càng nhiều hơn. Nói chung tôi cũng dùng mấy lần, tôi mua cũng nhiều rồi. Nhưng mà theo tôi nghĩ là rất là ngon, bởi vì chỉ làm chất lượng tốt, dùng đạt. Cảm nhận nói chung là nó ngon, dùng cũng khó tả. Về những chị ướp rồi chị làm rồi cũng có đã rất nhiều. Ngon. Có vị thịt nó, nói chung chị lấy thịt tươi và nó vừa ngọt vừa đậm đà, với là chị về chị ướp gia vị của theo cách chế biến của chị thì rất là, nói chung là thịt vừa tươi vừa ngon. Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, chị Liên đã mạnh dạn đầu tư mở rộng xây dựng cơ sở chăn nuôi để nhân giống heo bản địa. Khu vực bếp sấy được chị xây dựng, sửa sang lại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường. Hiện chị đang nỗ lực hoàn thiện các quy trình, đưa thịt heo hun khói trở thành sản phẩm ô cốp. Mong muốn của tôi là được huyện là giúp đỡ để tôi có được cái công nhận về ô cốp á. Rồi mơ ước của tôi nữa là khi mà đã đạt ô cốp rồi thì cái lò sấy của tôi á, là tôi mong muốn là nó sẽ tách biệt ở một ví dụ như là tôi làm riêng biệt ra cho nó chuyên nghiệp hơn. Khi đó là chắc chắn là sản phẩm của tôi sẽ đi xa hơn mà nhiều người biết đến. Với giá 550.000 đồng 1 kg thịt hun khói, sản phẩm của chị U Thị Bích Liên thường xuyên hết hàng. Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, chị bắt đầu thử nghiệm làm thêm các món bò hun khói, gà hun khói. Qua sản phẩm của mình, chị góp phần quảng bá ẩm thực của người Sơ Đăng, giúp những dân làng làm giàu từ chính những sản vật của họ.